Cô dâu 62 tuổi lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng về chuyện chăn gối với chú rể 26 tuổi. Cô dâu Thu Sao và anh Hoa Cương là cặp đôi gây chú ý từ lâu trên mạng xã hội. Mới đây, cô dâu Thu Sao chia sẻ chuyện chăn gối của vợ chồng. Cô cũng không ngần ngại chia sẻ về mối quan hệ của ông xã và các con riêng. Cặp đôi cô dâu 62 và chú rể 26 trở nên nổi tiếng vài năm gần đây, nhất cử nhất động đều thu hút sự chú ý. Lượng theo dõi cặp đôi này chẳng kém gì các YouTuber, TikToker trẻ trung khác. Sau nhiều năm, hiện tại cô Thu Sao và anh Hoa Cương vẫn vấp phải những lời dị nghị về sự chênh lệch tuổi tác. Bất bình về điều này, mới đây cô dâu 62 tuổi lại tiếp tục gây sốt khi tiết lộ những chuyện riêng tư của mình và ông xã trên livestream. Cô Thu Sao cảm thấy khó hiểu khi phụ nữ lấy chồng kém tuổi lại bị bàn ra tán vào, trong khi đàn ông lấy vợ trẻ thì không sao. Trước đây cô Thu Sao vẫn thường đáp trả mỗi khi bị công kích, nhưng hiện tại anh Hoa Cương đã cấm vợ làm điều đó. Chú rể ra điều lệ, nếu vợ còn chửi tay đôi với người khác thì sẽ không cho livestream và quay TikTok nữa. Nói về quan hệ trong gia đình, cô Thu Sao khẳng định bố mẹ chồng rất quý mình. Con của cô cũng dành sự tôn trọng cho anh Hoa Cương, họ luôn tỏ ra vui vẻ bởi mẹ mình có người ở bên chăm sóc. Đáng chú ý, cô Thu Sao còn chẳng ngần ngại nói về chuyện chăn gối của hai vợ chồng. Cô dâu 62 tuổi vô tư cho biết, dù đã nhiều tuổi nhưng mình không ngại chuyện đó, cảm thấy giống hệt thời thanh niên. Nhờ có chồng trẻ mà cô Thu Sao cảm thấy bản thân như được cải lão hoàn đồng, hồi xuân trở lại. Thời gian đầu cuộc hôn nhân của cô gây bão, nhiều bên tìm đến mời quảng cáo. Khi đó vợ chồng cô làm theo tất cả những gì được hướng dẫn nên bị ghét. Giờ đây họ đã hiểu ra vấn đề và quyết định chỉ tập trung bán đặc sản của gia đình mình, không quảng cáo bất chấp như trước. Cô Thu Sao cũng cho biết không còn dám chỉnh sửa thêm trên khuôn mặt sau nhiều lần bị biến chứng thẩm mỹ, thậm chí méo cả mặt. Bác sĩ nói với cô Thu Sao rằng nếu không điều trị kịp thời sẽ bị liệt cả mặt. Giờ đây, thay vì tìm đến dao kéo, người phụ nữ này lựa chọn cuộc sống lành mạnh, ăn uống khoa học và uống thuốc đều đặn. Xuất hiện trong clip, quả thật gương mặt của cô Thu Sao đã trông bình thường hơn trước. Cộng đồng mạng cho rằng dù nhìn vẫn chưa tự nhiên, nhưng ngoại hình của cô dâu 62 tuổi hiện không còn quá giả và gây sốc như trước.